Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Ruột, gan, phổi sẽ trở lại như mới. Tất cả bụi bẩn sẽ thoát ra bên ngoài. Chúng ta sẽ dùng những quả quýt và bây giờ mình sẽ rửa sạch phần quýt này. Mình sẽ dùng một con dao cắt một phần bên trên của trái quýt và mình sẽ lấy vỏ ra một cách rất là dễ dàng. Phần vỏ quýt này nó sẽ giúp cho hệ hô hấp của mình rất là tốt. Mình sẽ xếp chồng những vỏ quýt này lên và anh chị em mình sẽ cắt nhỏ cái phần vỏ quýt này ra. Vỏ quýt cắt nhỏ, mình sẽ cho nó vào một cái bình. Mình sẽ dùng thêm một cái bông hồi và ba cái nụ đinh hương. Bông hồi và đinh hương nó sẽ giúp cho giảm đau nhức và tê thấp. Mình sẽ cho vô đây 1 lít nước sôi. Khi mình cho nước sôi vô 15 phút sau là mình đã dùng được. Bạn sẽ dùng nó vào mỗi buổi sáng thay thế cho nước trà. Nó không những thơm ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe. Trái quýt mình sẽ cắt ra, mình sẽ loại bỏ hết phần hạt. Nếu còn sót lại, nó sẽ dễ bị đắng. Công dụng của trái quýt, nó sẽ ngăn ngừa đột quỵ, giúp chắc xương, ngăn ngừa béo phì và thần dược cho làn da. Mình sẽ dùng thêm 150g dâu tây. Công dụng của dâu tây, nó sẽ giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính. Dâu tây nó sẽ giúp ngăn ngừa ung thư, duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa, tăng khả năng miễn dịch. Tất cả những nguyên liệu mình sẽ cho vào cối xay. Tiếp theo mình sẽ dùng thêm một trái chanh tương đương khoảng 50g. Anh chị em mình sẽ gọt bỏ cái phần vỏ đi, vì cái phần vỏ bên ngoài nó sẽ dễ làm cho bị đắng. Mình dùng thêm chanh, nó sẽ giảm nguy cơ bị sỏi thận. Nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm huyết áp. Mình sẽ dùng thêm một trái táo 200g. Công dụng của trái táo tăng cường hoạt động hệ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe và tim mạch, giảm nguy cơ bị đột quỵ và tiểu đường, kiểm soát cân nặng, giúp cho mắt và thị lực sẽ tốt hơn, duy trì sức khỏe và bộ não hoạt động tốt. Mình sẽ cắt cái trái táo này ra thành những cái khối nhỏ. Tiếp theo, anh chị em mình sẽ dùng một củ gừng tương đương khoảng 100g. Mình sẽ gọt bỏ cái phần vỏ bên ngoài. Củ gừng tươi nó sẽ hỗ trợ giảm lượng đường trong máu và giảm nguy cơ các bệnh về dạ dày. Công thức cho thực phẩm chức năng hôm nay, cô chú anh chị em mình dùng sẽ có một sức khỏe bền bỉ và dẻo dai. Tiếp theo, mình sẽ cho vô đây 2 muỗng canh đường vàng. Nếu anh chị em mình không dùng đường á, thì mình có thể dùng mật ong cũng được nha. Mình dùng đường cát vàng nó sẽ tốt hơn. Cho vô thêm 500ml nước lọc, hoặc là anh chị em mình dùng nước đóng chai cũng đều được nha. Mình sẽ đem đi xay cái hỗn hợp này
khoảng 3 phút để chắc chắn rằng cái hỗn hợp này nó sẽ được mịn. Mỗi ngày mình sẽ dùng khoảng 100ml vào buổi sáng trước khi ăn. Mình cũng có thể cho vào hũ để vào ngăn mát tủ lạnh mình bảo quản, hoặc là anh chị em mình cho vào cái khay đá nè, mình sẽ để đông đá và mình sẽ dùng dần. Vì mình không lọc bỏ phần xác đi nên mỗi ngày mình sẽ sử dụng 100ml thôi. Và video món nước thần dược cho sức khỏe hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.